Thưa quý vị các bạn, chúng ta đang trải qua những ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch, tháng được coi là tháng cô hồn. Và tính ngày hôm nay thì là ngày mùng 6 tháng 7. Và tôi đang thắc mắc là không biết chị Dương có kiêng kỵ làm việc gì lớn trong tháng này không? Vâng, và thưa anh Nguyễn Tùng, tất nhiên là có rồi. Theo quan niệm của cá nhân tôi thì những dự định mà liên quan tới việc mua bán hay là sắm sửa lớn trong nhà thì nhất định là bản thân tôi sẽ không thực hiện trong tháng này. Và tôi chắc rằng là không chỉ mình tôi đâu mà có rất nhiều những người dân cũng tránh làm những việc lớn như là cưới xin, xây dựng nhà cửa, mua xe cộ, thậm chí là cả những cái công việc như giao dịch thương mại hay ký kết hợp đồng trong tháng này nữa. Việc kiêng kỵ làm những việc lớn trong tháng 7 hay còn gọi là tháng cô hồn đã trở thành một thói quen và một tục lệ ăn sâu vào trong tiềm thức của người Đông Á. Nhưng mà tuy nhiên vì sao tháng cô hồn lại đáng sợ đến như vậy và không nhiều người lại biết rõ câu trả lời. Phóng sự sau đây sẽ có thể phần nào giải đáp những thắc mắc này cho quý vị. Đây là căn hộ mới của gia đình chị Ngọc. Mọi thiết bị đã được lắp đầy đủ. Ngay cả những giỏ hoa chị Ngọc trồng cũng đã rộ bông chào đón tân gia. Tất cả đã sẵn sàng cho việc bắt đầu một cuộc sống mới ở căn hộ cao cấp này. Tuy nhiên, chủ nhân cùng gia đình vẫn duy trì sinh hoạt trong một căn hộ tập thể nhỏ đã xuống cấp. Dù nhà cửa cũ, chật chội, bất tiện, và dù chị Ngọc rất mong muốn được cùng các con sinh hoạt trong căn chung cư rộng rãi, đầy đủ tiện nghi đã hoàn thành, nhưng anh chị vẫn chưa thể làm lễ nhập trạch chuyển tới nhà mới sinh sống. Nhà thì đã làm xong rồi, thế nhưng mà cũng người ta bảo là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thế là muốn là đợi qua cái tháng 7, tháng cô hồn này thì là mình sẽ chuyển nhà, sẽ tốt hơn. Không chỉ riêng gia đình chị Ngọc mà đa phần người dân Á Đông cũng có tục lệ sợ hãi và kiêng kỵ làm việc lớn trong tháng 7 âm lịch. Những nhân viên cửa hàng xe máy trên phố Huế này gần như ngày nào cũng tụ tập tán gẫu. Người mua xe không có, ngay cả khách vãng lai cũng vắng bóng. Vào tháng cô hồn hàng năm, hoạt động mua bán, giao dịch thương mại gần như ngừng trệ. Người ta tránh đầu tư, sắm sửa, tránh cưới xin, xây dựng nhà cửa, ký kết hợp đồng. Họ tập trung vào việc cúng bái và đốt vàng mã cho người cõi âm. Sự kiêng kỵ đó đã trở thành một tục lệ mang ý nghĩa tâm linh của con người. Người ta cho rằng là số 7 là một số linh thiêng và rất bí ẩn. Và người Việt Nam mình cũng có nhiều người cho rằng cái tháng 7 là tháng cô hồn. Đúng không? Có nghĩa là đây là một cái mối quan hệ, một cái quan niệm của con người về vấn đề giữa gọi là cuộc sống hiện tại và cái cuộc sống ở cõi âm. Theo lý giải này, thì vào tháng 7 âm lịch, Diêm Vương sẽ mở cửa quỷ môn quan để quỷ đói có thể trở lại cõi trần gian. Điều đó khiến con người lo sợ bị quấy rối và kiêng kỵ làm những việc lớn. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, những tục lệ này cũng có thể xuất phát từ những kinh nghiệm thực tế được đúc rút trong đời sống của người Việt xưa. Tháng 7 âm lịch là một cái tháng mà nó cũng rất là đặc biệt trong cái chu kỳ tuần hoàn của mặt trời cũng như trái đất. Không phải chỉ là mưa bão lũ lụt mà còn dông sét rất nhiều. Rồi thì thậm chí là chúng ta thấy rằng là có những cái trận lũ này, đúng không? Rồi thì là những cái trận gọi là vòi rồng quấn ở trên mặt đất, thì đấy là nó những cái gọi là hiện tượng của thiên nhiên, nó thường diễn ra vào tháng 7 và nó ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống của con người. Trước kia chủ yếu người Việt cổ họ đi bằng đường thủy, mà cái tháng 7 này là tháng có mưa lũ lụt thì rõ ràng là chuyện đi lại là rất khó khăn rồi. Cho nên là nó trải qua hàng nghìn năm, nhiều nghìn năm, họ đã tạo thành một cái nếp sống như vậy. Theo lý giải của tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chính những yếu tố khí hậu cực đoan và đặc tính sinh hoạt của vùng nông nghiệp lúa nước đã khiến người Việt xưa tránh làm những việc lớn trong tháng 7 âm. Ngoài việc trồng cây cối hoa màu, xây dựng nhà cửa dễ bị hư hỏng, thì thời tiết mưa nắng thất thường cũng là nguyên nhân cho các bệnh dịch hạch, sốt xuất huyết có cơ hội bùng phát. Những dịch bệnh này đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng của con người thời xa xưa và khiến họ liên tưởng tới sự quấy nhiễu của ma quỷ. Theo thời gian, những câu chuyện cuộc sống kết hợp với những truyền thuyết mang màu sắc kỳ bí đã trở thành một tục lệ kiêng kỵ, một nỗi sợ ám ảnh khó gạt bỏ về tháng 7 cô hồn trong cuộc sống của cộng đồng xã hội hiện đại. Đến thời điểm này, chưa có kết luận khoa học nào chứng tỏ tháng 7 âm lịch sẽ đem đến toàn điều xui xẻo. Chính vì vậy, việc kiêng kỵ là hoàn toàn dựa vào tâm lý con người.
tháng 7 hay là rằm tháng 7 ấy, nó chỉ là một ngày là để người, nhằm người để tưởng nhớ lại những cái mà công ơn của cha mẹ hay là công ơn của những người đã khuất thôi, chứ không phải là cả một cái tháng mà làm người ta sợ hãi như hiện tại. Tên họ không có cái ngày lễ này. Đó. Họ cũng vẫn hoạt động vào ngày rằm tháng 7. Họ vẫn, các máy bay vẫn bay, xe lửa vẫn chạy, giao thông vẫn làm, các chương trình truyền hình vẫn thực hiện. Đâu có ma quỷ nào lên mà phá quấy được. Rõ ràng, dù tháng 7 cô hồn có đáng sợ đến đâu đi chăng nữa, thì việc chúng ta tiếp tục kinh doanh, tiếp tục làm việc, chắc chắn vẫn thu được những thành tựu tốt hơn là không làm gì và ngồi lo sợ. Có thể vì nỗi sợ mơ hồ đó mà chúng ta lại bỏ lỡ những cơ hội tốt và chịu đựng những khó khăn không đáng có.